Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của người sử dụng lao động, người lao động, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu được bảo hiểm, từ đó hình thành nên một quỹ và quỹ này sẽ được dùng để chi trả chi phí khám chữa bệnh khi một người nào đó không may mắc phải bệnh tật mà Vâng, hồi nãy ông mới đề cập tới vấn đề y đức. Đây là vấn đề rất lớn, vấn đề thuộc về phạm trù đạo đức. Bây giờ nếu như người mà cán bộ của chúng ta được giáo dục một cách kỹ lưỡng rằng cái phục vụ chăm sóc người dân đó là thuộc về cái quyền của người dân. Mà anh là cán bộ, giống như anh nói là đây là trách nhiệm của nhà nước. Anh phải phục vụ, đáp ứng cái quyền đó của người dân. Thì tôi nghĩ rằng cái đó nó có một cái ràng buộc làm cho cái trách nhiệm của cái người mà cán bộ của trong ngành y tế của chúng ta làm tốt hơn cái nhiệm vụ của họ. Thì có phải vấn đề nằm chỗ đó không anh? Chúng tôi nghĩ đấy cũng là một yếu tố quan trọng. Đây là một vấn đề rất dài hơi. Chúng ta phải giáo dục nó từ lúc nó đang cán bộ y tế, từ cái lúc đang ngồi trên ghế nhà trường. Kèm theo cái việc giáo dục đó thì chúng ta phải thường xuyên có một cái cơ chế để kiểm soát, để giáo dục, để thường xuyên trong công việc hàng ngày. Và kèm theo cơ chế đó, đó là cái chế độ đãi ngộ cho nó phù hợp, cho nó tương xứng. Ba cái đó nếu mà tiến hành song song thì chắc chắn sẽ thuận lợi. Vấn đề nữa đó là môi trường trong xã hội. Cái đó cũng tác động rất lớn đến người cán bộ y tế.
Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải giáo dục, phải giám sát, phải thanh tra, kiểm tra, xử lý như thế nào đó để cán bộ y tế đừng có bán một phần cái hy vọng sống cho bệnh nhân với giá quá cao. When Lee Kim Sung felt sick one day, she visited Mekong Commune Health Station for a checkup. Taking care of her health had people now enjoy affordable health insurance. Tôi rất hài lòng vì những trang thiết bị ở đây. Mới nhất là điều trị của cách điều trị của bác sĩ đâu đó ở ngày mai. Thưa ông, là hồi nãy ông có đề cập tới vấn đề là hiến pháp 2013 thì tôi muốn hỏi thêm là như vậy là hiến pháp 2013 đã luật hóa các quyền về hiến định đó. Trong đó có tăng cường giáo dục, phổ biến, tuyên truyền, làm nâng cao cái nhận thức về quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền tất cả các cái dịch vụ y tế của người dân cụ thể như thế nào ạ? Suốt trong hiến pháp từ trước đến nay, chúng ta đã có cái quyền chăm sóc sức khỏe rất là tốt. Các chính sách y tế của chúng ta rất ưu việt. Thứ nhất là những vấn đề về dự phòng phổ quát, vaccine, tiêm chủng, mở rộng tất cả các loại phòng bệnh. Nhà nước đài thọ hết. Nhà nước cung cấp miễn phí hết. Bên cạnh đó thì nhà nước liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh thì nhà nước còn hỗ trợ thông qua cái bảo hiểm y tế. Chúng tôi nghĩ là chúng ta đã có cả một quá trình dài như thế này về ưu đãi đối với y tế, thì cái trách nhiệm chính của thế hệ tương lai của chúng ta sắp tới là làm thế nào để duy trì và phát huy những cái chính sách đó. Vâng, thưa anh, còn cái vấn đề mà trách nhiệm giải trình của các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện cái quyền chăm sóc sức khỏe của người dân á, đặc biệt là Bộ Y tế cũng như các cơ quan giám sát việc thực hiện đó. Có phải rằng cái định kỳ là Quốc hội họp á, thì có sự giải trình? Theo luật giám sát thì có rất nhiều hình thức giải trình. Và thực tế trong thời gian vừa qua thì ở các khóa thì Bộ trưởng Bộ Y tế đều phải trả lời chất vấn, giải trình trước Quốc hội rất nhiều lần. Nào là vấn đề giá thuốc, đã. Nào là vấn đề khám chữa bệnh. Bên cạnh giải trình trước Quốc hội thì Bộ trưởng Bộ Y tế phải giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân lực y tế, cũng đã có một lần làm cách đây khoảng 2 tháng. Và ngoài ra đối với Ủy ban chúng tôi thì Bộ trưởng Bộ Y tế thường xuyên một năm ít nhất phải một lần giải trình về các vấn đề mà cử tri quan tâm đến lĩnh vực y tế. Kính thưa quý vị vừa xem xong chương trình 45 phút với đề tài quyền tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân. Và vị khách mời của chúng tôi hôm nay là ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, và giáo sư Sophia Krutkin. Câu chuyện của chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Tiên và giáo sư Sophia Krutkin có đề cập tới những cái vấn đề quyền tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân đã được hiến định, đặc biệt là đây tại Việt Nam. Các dịch vụ y tế vẫn nhắm tới cái sự phục vụ cộng đồng và đáp ứng cái quyền tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân không phải mới đây, nhưng mà đây là cái di sản tốt đẹp của cái xã hội chủ nghĩa trước đây. Nhưng cái lo lắng của người dân hiện nay là khi chúng ta đổi
mới kinh tế chúng ta đổi qua kinh tế thị trường thì liệu những cái ưu việt đó có còn được tiếp tục và được nâng cao hay không, đó là vấn đề. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái luật mới của chúng ta, những luật sửa đổi của chúng ta sẽ tạo thêm nhiều hành lang pháp lý để cái quyền của tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như là chăm sóc sức khỏe của người dân chúng ta được mỗi ngày một cải tiến hơn, mỗi tốt đẹp hơn, bởi vì quyền đó nó nằm trong cái quyền được sống và hạnh phúc của người dân. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn.